Chào mừng các bạn đến với DTS Esports TV. Để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Liên minh huyền thoại có thể bạn chưa biết phần 3. Bạn biết được bao nhiêu trong số 30 điều dưới đây? Hãy comment bên dưới video. 1. Trong trang phục Vi ác quỷ. Bạn có thể thấy 3 dòng ký tự bên chân phải của Vi. Đó có thể là tên của cô, đồng thời đó cũng có thể là số 666. 2. Đã hiển triết trong bản đồ Summoner Rift. 3. Vua công tên thật là Công, sau khi học Wuzhu thì đổi tên thành Vua Công. 4. Gương mặt cũ của các vị tướng. Định mệnh nhìn mặt con Teemo bữa vãi. Có thể bạn chưa biết Garen là người đã giết chết Ugot. Alita đen, Park Twitterfest, Vua Zamut là 3 trang phục hiếm nhất Liên minh huyền thoại. 7. Bạn có thể thấy 3 lá bài của Twitterfest trong trang phục Chú Rai. 8. Tên đầy đủ của Olaf là Olaf Blokfa. 9. Bạn có thể thấy logo McDonald's trong ảnh nền trang phục của Vi. 10. Rắc to hơn khi có nhiều máu. 11. Tất cả biểu cảm của Jin X trong ảnh nền trang phục đều thể hiện trạng thái sung sướng. 12. Biểu tượng vắt tay ra trên cây quyền trượng của Nami. 13. Cốc mo trong trang phục Garen quân đoàn thép. 14. Bạn có thể ăn gian thời gian biến về khi đi cùng người yêu. Để người yêu bấm B về, sau vài giây bạn có thể bấm B trong vòng, thế là về một nhà. 15. Trudel Fest với Evelyn không có yêu nhau có mẹ gì hết. Đây là tư thế hai đứa chuẩn bị ăn nhau. 16. Công thức hóa học của đường là C6H12O6. Vậy, ai bảo bạn óc chó? Nghĩa là bạn là con người rất ngọt ngào đối với họ. 17. Trong ảnh nền trang phục của Nidalee đều có dạng biến đổi của cô. 18. On là người tạo ra cây cầu Aram và tấm khiên của Braum. 19. On chế tạo cây đinh ba Searstone mà sau đó được sử dụng bởi Fizz. Cũng có giả thuyết cho rằng ông đã chế tạo vũ khí của Poppy và Zozik. 20. Jin khá giống với khuôn mặt của Amon trong Legion of Korra. 21. Đây là logo đầu tiên của trò chơi huyền thoại. 22. Có thể bạn chưa biết, ngoài sự kết hợp của tên hai nhà khoa học vật lý, thì Heimerdinger còn là tên của một thị trấn. 23. Grana là một phép đảo chữ của từ răng trong Boomerang, vũ khí mà Grana sử dụng. 24. Trong Rengar Samsung Y có 4 cái răng, trong khi Rengar Classic lại có những 6 cái răng. Có khi nào là vua Manfai dụng mất mẹ 2 cái rồi không? 25. Khi bạn vào phần demo Animation V kép của Gunplank, bạn có thể thấy Swain cũ. 26. Nhấn Ctrl F để có thể bật tắt thông số FPS. 27. Đã từng có một khu nghĩa địa trong bản đồ Summoner Rift. 28. Heimerdinger sẽ di chuyển theo kiểu cũ nếu bạn nhấn Ctrl 5. 29. Quy đi, nếu bạn sử dụng một biểu cảm và thay đổi hình thức thì biểu cảm sẽ dừng đi theo bạn. 30. Ezreal tối thượng biến về và chui vào rất nhiều khu vực, trong đó có cả bản đồ Summoner Rift cũ. 31. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.